Cuối tháng 11 vừa qua, Bono dường như không thể tiếp tục chơi đàn guitar được nữa. Đó là chia sẻ mới nhất của thủ lĩnh nhóm YouTube trên trang blog chính thức của nhóm. Sau khi văng ra khỏi chiếc xe đạp của mình sau một cú va đập, Bono đã bị chấn thương ở khỉu tay, bả vai và một phần hốc mắt trái. Cập nhật mới nhất trên trang cá nhân, Bono chia sẻ, sự phục hồi khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi không chắc là mình có thể chơi guitar được nữa hay không vốn có sẵn căn bệnh tăng nhãn áp dẫn đến mù loà suốt 20 năm qua, giờ lại thêm vụ chấn thương gần như không thể cử động được, nhưng Bono vẫn cố gắng để thực hiện được tour diễn của YouTube vào tháng năm tới.